Vật tư nông nghiệp thì Nhung xin kính chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Hôm nay thì Nhung sẽ giới thiệu cho các anh các chị cùng toàn thể các bạn cách sử dụng một cái bình 10 lít như thế này của công ty Tín Đại Phát các anh các chị nhé. Xin mời các anh các chị cùng toàn thể các bạn đón xem và cũng góp ý chia sẻ với vật tư nông nghiệp Thủy Nhung có một cái phương pháp sử dụng cái bình này nó tối ưu nhất nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và đây là cái chỗ xếp bình của nhà em nhé. Em cũng vừa lấy ở đây ra xong. Thì nhà em có bình 5 lít và bình 10 lít. Cũng có một số các bác, các anh, các chị chỉ dùng bình 5 lít thôi. Nhưng mà em thấy cái bình, đây là bình 5 lít này. Nhưng mà em thấy cái bình 10 lít thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Bởi vì thứ nhất là nó cũng vẫn bơm được cái hàng 5 lít. Vì nó có vân gạch, phân số rõ ràng. Đây lúc nãy em lấy một bình ở cái hộp này ra. Cái thứ hai là cái bình 10 lít thì dùng nó sẽ nhẹ tiện. Đây nhà em vẫn còn cái bình 18 lít đây. Nhưng ắc quy nó rất là nặng. Nên là em cũng vẫn sử dụng cái bình 10 lít bơm tay nhé. Thực ra thì dùng thì nó rất là dễ. Nhưng mà có một số bạn thì đã mua về và không biết cách dùng, cách xoáy ở đâu ra. Thì cũng có hỏi thì hôm nay em sẽ trả lời bằng video luôn. Và đây là cái cây hồng nhà em nó đang bị bọ trĩ này. Thì em cũng mang ra để em bơm thì em cũng... chia sẻ luôn cái cách mà em mở bình bơm như thế nào, rồi là bơm tay, bơm hơi thế nào, sử dụng như thế nào nhé. Với một số các anh, các chị cùng toàn thể các bạn đã biết cái cách sử dụng cái bình bơm này thì có thể là không cần phải xem video này ạ. Còn đối với một số các anh chị thành phố mà chưa biết dùng thì em sẽ giới thiệu luôn. Đầu tiên thì em sẽ tiến hành là lắp cần bơm. Cái này thì các chị phụ nữ thì lắp chặt tay nhá, xoáy hết gen và xoáy đến chừng nào cảm thấy nó chặt tay không xoáy được nữa thì mới thôi nhá, để sau này nó tránh cái tình trạng dò nước thuốc qua cái chỗ này. Bình này thì sử dụng thì rất là tiện vì nó có cái mức vạch phân nhỏ số lít để chúng ta tiện theo dõi và pha thuốc nhé. Cái điểm chú ý tiếp theo của các chị là khi các chị lắp xong thì các chị không bơm được. Thì khi cái vòi này khóa như này thì sẽ không bơm được đâu các chị nhé. Chị phải gạt về phía sau. Đấy, thì bắt đầu cảm tưởng nó hơi nó xì ra ấy, thì là thuốc nó theo ra và nó xòe. Nó phun tia hay là phun bắn giọt do là mình chỉnh nhé. Còn cái chỗ này là cái chỗ khi mà bơm xong mà còn hơi thì xì đi này. Tiếp đến là cái cần bơm. Khi chúng ta bơm mà cảm thấy nó nặng tay rồi thì là nó đã căng bình rồi các anh các chị nhé. Nhà lúc đấy là cái bơm cái tia giọt nó ra nó sẽ là mạnh nhất. Và cái tay cần bơm này nó cũng có nút khóa nhé. Xoáy như này, xoay tròn nửa vòng. Nó sẽ mở được lên thì mới kéo được lên để bơm. Còn khi dùng xong thì chúng ta lại đóng xuống và xoay để cho nó khỏi rơi, khỏi long và khỏi gãy cần. Tiếp đến là cách cho dung dịch hoặc là nước vào trong bình để phun cây hoặc là tưới cây. Thì chúng ta sẽ tiến hành mở cái lắp đen này mình ra bình thường thôi. Xoáy nó theo cái vòng gen thì nó sẽ ra. Bỏ ra như thế này và cho nước vào hoặc là dung dịch thuốc đã pha thì cho vào. Em đã gặp tình trạng mấy chị đẹp chỉ tháo cái cần bơm ra và cho nước vào đấy thì được khoảng nửa lít nước rồi xoáy vào nó toe tét toẹt toẹt ra, bảo là Nhung ơi tại sao nó không cho được 8 đến 10 lít nước mà nó chỉ được nửa lít thế này. Thì các chị đã mở cái chỗ tay bơm ấy và cho vào đấy, cho vào cái chỗ lá gió ấy để bơm hơi vào bình để nó tạo áp lực để bơm ra đấy. Thì cho vào đấy được mỗi nửa lít thôi.
Tưởng là cái chuyện đấy nó rất là kỳ cục, nó sẽ không xảy ra đâu, nhưng mà nó xảy ra rồi và các chị đã hỏi em rất là buồn cười luôn. Sau khi mà cho nước và dung dịch vào trong bình bơm xong thì chúng ta sẽ tiến hành bơm như này để tạo áp lực trong bình nhé. Thì khoảng từ 20 đến 25 lần là được. Thì chúng ta sẽ bơm, khi nào mà thấy nước nó phun tia ra yếu thì chúng ta lại dừng lại để chúng ta bơm nhé. Bây giờ thì xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là xịt cho cây. Khi xịt cây có bệ bệnh thì chúng ta nên cố gắng xịt cả mặt trên của lá và mặt dưới của lá nhé, để tăng hiệu quả hơn. Video ngắn vừa rồi thì vật tư nông nghiệp Thủy Nhung vừa mới hướng dẫn các anh các chị sử dụng cái bình bơm tay 10 lít. Ai có bất kỳ thắc mắc gì có thể liên hệ với em qua số điện thoại có kèm Zalo là 0915 882 513. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho vật tư nông nghiệp Thủy Nhung nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.